Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Thì bữa hôm nay bên em mới về được ba con đài. Thứ nhất là con đài GVC VK100, còn khá đẹp, đặc biệt hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng như là băng radio và cộng lại in kết nối điện thoại. Và con thứ hai là con CFS Sony 710S, thì máy còn rất là đẹp. Em sẽ quay tổng thể qua một lần rồi em sẽ test lại tất cả các chức năng. Và con thứ ba là con Sony CFS 715S, hàng huyền thoại của Việt Nam. Đây máy còn rất là đẹp vậy. Bây giờ em sẽ đi vào test cái con GVC VK100. Đây bằng em có con bằng liên khúc Tân Vũ ở trong đây rồi. Em bấm like, em vừa chọn chế độ băng cassette, em bấm like. Em tới không gian tuyệt vời. Đây là volume nha. Bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không già. Và câu hát say mê đời. Thì máy có 5 cân những equalizer không ạ? Thì cân bằng bát chết ở đây vậy. Radio này là full 108, bắt được tất cả các đài Việt Nam bây giờ. Đây là nút tuner này, cho đài. Thử mưa vẫn rơi, không bước chân anh tìm đến. Hoạt động rất là tốt nha, để cho test cửa mưa e bên đây. Ngày xưa biết bao, mọi cánh chim bay phượng. Ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Cuộc đời như là chim bao, mơ chi giấc mơ đã mất. Em ơi tuổi xuân đâu có bao. Test lại cái radio. Radio thì có bị gạt lên trên đầu. Đây cái nút gạt chế độ bên đây. Đang là chiếc FM. Facebook VOV Giao thông để cùng với chúng tôi trò chuyện, để cùng với chúng tôi lên xe cùng trên mọi nẻo đường. Tổng đài đặt vé 02437919191 đã văng qua một bên, nạn nhân bị thương. Nhỡ cuộc gọi nào của bộ phận thư ký từ chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Còn bây giờ, như thường lệ, chuyến xe của chúng ta sẽ được khởi động với những giai điệu của âm nhạc. Xin mời. Đó là em sẽ test để cái cổng line in, cái cổng kết nối điện thoại trên đây. Đây em gạt vô đây. Là kết nối đây, cổng điện thoại, em sẽ kết nối điện thoại vào đây. Rồi em sẽ mở volume lớn lên nhỉ. Anh đi đường ấy, tình duyên mình chỉ vẫn mơ vời. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho yêu thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường ấy, từ đây sầu dâm ná thiên. Giờ có thể em test tất cả các chức năng rồi. Bây giờ em sẽ test cái con Sony CFS 710S. Đây em chọn nó có ba chế độ, bốn chế độ nè. Radio nè, băng và cộng lại in kết nối điện thoại. Thì con này hoạt động hai cửa băng AB, hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ test lại cửa bên đây. Băng thì chúng ta gạt xuống chế độ dưới. Bấm play nó sẽ hát. Đây là volume, đây là volume. Hãy coi ngày vui là đây. Con này cũng có 5 cần chỉnh equalizer và cân bằng ba lăng, cân bằng led, loa chép, loa trái, loa phải. Thì radio thì là full 108, bắt được tất cả các đài Việt Nam luôn nhỉ.
test lại GE bên đây. GE thì nó có chế độ auto divert, đảo chiều. Đây, bấm nút đảo chiều, đảo băng này ạ. Bao yêu thương và như anh xin chết nên vào em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu xưa chúc nữ chàng hưu từng đắng cây dài dầu chỗ đây là chế độ đảo chiều nữa vậy dạ. Cho mình là chim bao mơ chi giấc mơ đã mất em ơi tuổi xuân đâu có bao lâu đừng nhìn xa vời em ơi xin em hãy mơ thật gần xin em hãy coi ngày vui là thì em đã test lại cái phần radio của radio thì chúng ta gạt cho nên chế độ radio trên đây và chọn chế độ FM bên đây chúng ta dò đài radio là phút 1:08 rồi vậy con hôn trước. Vậy có giải pháp nào để điều trị viêm đại tràng hiệu quả không? Đông từ đêm trăng thanh soi bóng nguyệt hồ đưa nhau về thăm thân vì nhiều đôi mới phố nối hiền hòa hiền sáng. Rồi gạt thôi chế độ dưới băng này là phần off tắt máy. Bây giờ em sẽ test lại cái phần mà con Sony CFS715S. Em sẽ lấy con băng này ra. Thì tất cả con này là em đã cắm điện rồi hết giờ. Em cho con băng lên khúc tuần phủ này vào. Em đã chọn chế độ tap rồi, em bấm play nó sẽ hát thôi. Ba lăng, bass, mid và jazz dạ. Đây là nút dò đài. Bạn đánh rất là lực vậy.
em không biết những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết, chớ nên thề thốt chi, đùa vui thôi đấy nhé. Thì em sẽ test lại cửa B bên đây. Dạ, bấm lại. Và si mê sẵn sàng đáng nhạt nhòa. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi từng người cũng yêu tôi. May ra còn một chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Sinh dã từ ngày tháng dòng chơi, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim dù lắm lông đông. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệp oan, không than vãn và không oán trách, cho tôi chọn một tim đam mê. Người tình ơi ơi ơi, nói câu biệt ly bên tai tôi còn vạn tiếng đơn đau, còn vừa mới thoáng trong nhau, cuộc đời thoáng chan chứa thương đau, bỗng như cơn mưa rào, tình đã chết theo với người. Không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng tình đã lâu, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Anh ơi bên kia có còn mắt buồn, mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng anh yêu ơi vùng tiếc nhớ vẫn còn trong em cả một trời yêu. Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cùng thường, như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa. Dạ, phần cassette thì hoạt động rất là tốt. Dạ, bây giờ em đã test lại cái phần radio. Phạt tiền với mức từ 3 triệu cho đến 3 và con trong bạn trang bị phương tiện cá nhân như mà bà Hạnh vừa mới nói ạ, thì hoàn toàn có quyền gửi đơn khiếu nại về những cái vi phạm của doanh nghiệp. Thính giả radio là phút 1:08 là bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Làm công nhân trong một công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được 2 tháng và đã ký hợp đồng lao động. Công việc của thính giả này là trực tiếp tham gia sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Thính giả Xuân Anh muốn hỏi là công việc mình đang làm. Quý vị nào mua máy thì là em sẽ tặng một cổng dây kết nối điện thoại dây AV, kết nối điện thoại để nghe máy tính qua điện, rồi điện thoại laptop gì đó cũng được, rồi một cổng dây nguồn và một cuốn băng cassette. Thì em bán đồng giá 3 con máy này là 1.700.000 một con, 3 con. Dạ, em ship hàng đi toàn quốc. Dạ, quý vị nào có nhu cầu thì liên lạc với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0938303454. Dạ vâng, em Đạt xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong các video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.